Ngày 21 tháng 7, thông tin với phóng viên VTC News, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ Trần Quốc Tân sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại phường Hồ Nam, Lê Chân, thành phố Hải Phòng, và Phạm Văn Hữu sinh năm 1981, Hải Phòng, cùng nhiều tăng vật liên quan đến việc chế tạo súng quân dụng. Qua đấu tranh, Tân khai nhận do cần tiền nên nảy sinh ý định chế tạo vũ khí, súng quân dụng để bán. Để thực hiện kế hoạch, Tân lên mạng YouTube tìm kiếm video dạy cách chế tạo súng. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu, Tân biết Phạm Văn Hữu có máy hàn và có nghề hàn nên rủ Hữu cùng tham gia. Tân nói với Hữu, khi chế tạo và bán được súng sẽ cho Hữu từ 1 đến 2 triệu đồng. Hữu đồng ý. Sau đó Tân đến khu vực ngã tư Phúc Tăng và chợ Tôn Đản, Hải Phòng tìm mua máy mài, máy cắt inox, lò xo, ETO, mũi khoan là những nguyên liệu vật liệu dụng cụ phục vụ hoạt động chế tạo súng. Sau đó Tân mang số nguyên vật liệu trên đến nhà Hữu tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để cùng Hữu gia công chế tạo súng. Tân vẽ mô hình súng ra giấy và miếng inox theo hình vẽ tạo các phôi, sau đó Tân lắp ráp lại các vật liệu phôi chế tác thành khẩu súng. Lúc này Hữu hàn các mối hàn, phôi ráp lại các chi tiết khẩu súng. Sau khi chế tạo súng hoàn thành, Tân dùng giấy ráp đánh bóng khẩu súng và cất giấu tại nhà của Hữu. Ngày 17 tháng 7, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang tại khu vực trước cửa nhà 965 Nguyễn Văn Linh, gần chân cầu An Đồng thuộc xã An Đồng, xe mô tô do Dư Hoàng Điệp, sinh năm 1979, địa chỉ ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, cầm lái chở Trần Quốc Tân. Lúc này, Tân đang ôm một bao dứa, bên trong để hai khẩu súng dạng K-59 và một vỏ bao thuốc lá Thăng Long, bên trong có hai viên đạn. Căn cứ lời khai của Tân và tài liệu thu thập được, lực lượng chuyên án bắt giữ Phạm Văn Hữu. Qua đấu tranh khai thác, Hữu thừa nhận hành vi tham gia cùng Tân chế tạo súng phù hợp với lời khai của Tân và các tài liệu thu thập được. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.